Ngày 12 tháng 3, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai giải pháp đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì hội nghị. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 khu công nghiệp, trong đó 5 khu công nghiệp đã được tập trung đầu tư, hoàn thiện một số công trình thiết yếu bao gồm khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, Lạc Thịnh, Yên Quang, Mông Hóa, Lương Sơn. Có 2 khu công nghiệp đã cơ bản đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật là khu công nghiệp Lương Sơn, Bờ Trái Sông Đà. Tỷ lệ lấp đầy diện tích tại khu công nghiệp Lương Sơn đạt 100%, khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà đạt 70,8%, khu công nghiệp Mông Hóa đạt 34,7%, khu công nghiệp Nam Lương Sơn 61%. Đối với 20 cụm công nghiệp, số lượng dự án đầu tư thứ cấp đăng ký tại cụm công nghiệp tăng. Một số dự án có quy mô vốn và diện tích thuê đất lớn tại các cụm công nghiệp cơ bản được đầu tư như cụm công nghiệp Triềng Châu, huyện Mai Châu và cụm công nghiệp Phú Thành 2, huyện Lạc Thủy. Công tác đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, phương pháp tiếp cận và quảng bá xúc tiến thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên hiện nay, quy hoạch các khu công nghiệp không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Hầu hết các khu công nghiệp đều cần phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết, không có quy hoạch khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất, phục vụ phát triển công nghiệp, không có quy hoạch hạ tầng xã hội. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư còn gặp nhiều vướng mắc, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu cụm công nghiệp còn chậm. Hầu hết các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư đồng bộ với cơ sở hạ tầng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc phát triển các khu cụm công nghiệp trong việc thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các ngành địa phương rà soát lại toàn bộ quy hoạch trong tháng 3 năm 2021. Đối với các cụm công nghiệp không có khả năng triển khai, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch, có giải pháp xử lý nghiêm các khu cụm công nghiệp không đảm bảo tiến độ, không gia hạn tiến độ. Đối với công tác giải phóng mặt bằng cần quyết liệt hơn nữa, nhất là đối với khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục nhằm thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên cũng cần lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm năng, chiến lược trên tinh thần bảo vệ môi trường phát triển bền vững.